Câu hỏi của bạn Trần Minh Hiếu thì Hải chơi thân với cả Công Phượng và Hòa Minh Di, thì điều mà Hải thích nhất ở cặp đôi này thì đó là cái tính tự nhiên và vô tư. Thực sự là cặp đôi này thì luôn luôn thể hiện cái sự nhí nhảnh và nghịch ngợm của mình ở mọi lúc mọi nơi, và mỗi khi gần nhau thì thực sự là đúng là cái cặp đôi này thì rất là theo 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 như những bạn bè và ấy, thì có thể nói một câu là cặp đôi này là cặp đôi rất là phiền toái. Đấy là cái ngôn ngôn ngữ của các đồng đội ở đội tuyển hay là anh em dành cho cặp đôi này.